Xin chào các bạn, ngày hôm nay nhá đi du lịch ở xứ Tây Ninh á, thì nghe nói có một khách sạn 5 sao tên là Sunrise, muốn ghé đây ha, trải nghiệm thử cái không khí ở khách sạn 5 sao thì nó như thế nào nha các bạn. Ok, rồi các bạn xem nè. Wow, xung quanh đây nè. Khách sạn 5 sao đó vậy. Nó thì thấy một cái đám cưới đó, đây là xe của chú rể nè, đậu trước khách sạn 5 sao ha. Wow, hoành tráng quá. Đó, đây là không khí trước khách sạn 5 sao ở xứ Tây Ninh đó vậy. Những ngày nói đây là khách sạn 5 sao đầu tiên ha, ở xứ Tây Ninh. Ngày hôm nay nhà đi vào đây uống cà phê trải nghiệm đó, thử có gì hay không ha. Đó vậy, thấy không, quá đẹp. Wow, đúng là khách sạn 5 sao ta. Hoành tráng ha. Wow, đẹp quá. Đó vậy, thấy không, quá đã ha. Không khí ở xung quanh đây á. Wow, cà phê 5 sao ở xứ Tây Ninh hả vậy. Về Tây Ninh đi cà phê 5 sao nó sang lắm. Nó ly cà phê sữa đá như kêu ra là 25.000 đồng ha, cũng không có mắc lắm. Ok, đó mà mình thưởng thức được cảm giác 5 sao ha. Đó, đây là cái view phía trước nè quý vị. Phía trước đó là đường Hoàng Lê Kha nha. Đó, đối diện á nó có cái showroom bán xe hơi. Đó, quý vị thấy không? Quá đẹp ha. Ok, rồi để nhà ghi hình xung quanh đây cho chú anh chị xem nha. Wow. Đây là xe hoa ha. Xe của chú rể. Ngày hôm nay sẽ đi rước dâu. Đó, quý vị thấy không? Khách sạn 5 sao xứ Tây Ninh đây. Đây là cái sảnh trước ha. Nó sảnh trước á, người ta có trồng những cái cây này gọi là cây thiên tế hay bản tế ta. Đó. Wow, đẹp quá ta. Không khí ở xứ Tây Ninh đã đời ha. Nó về thêm rất là hoành tráng luôn. Ngọt đúng khách sạn 5 sao. Dân Sài Gòn lên Tây Ninh đó vậy, ở đông lắm. Hoành tráng ha. Đó, đây là cái không khí nè. Đám cưới ha. Chút xíu nữa nhà cũng đi đám cưới đó vậy. Và ngày hôm nay nhớ đi du lịch xứ Tây Ninh á. Đây là khách sạn 5 sao xứ Tây Ninh. Thấy không? Rất là đẹp luôn. Không khí xung quanh đây ha. Wow, hoành tráng quá ta. Rất là 5 sao thiệt chứ. Nó ở xứ Tây Ninh á. Wow. Khách sạn tên là Sunrise Hotel nè các bạn. Đó, thấy không? Quá đã đời ha. Sạn 5 sao xứ Tây Ninh. Hoành tráng thiệt. Đó, các bạn thấy không? Không khí xung quanh đây. Wow. Ngày hôm nay ha, trải nghiệm thử. Đó, thì nhã quý vị chuẩn bị chút xíu nữa uống cà phê ở khách sạn ở đây ha. Đó, còn đây có một cái đám cưới nè. Đám cưới rất là vui luôn. Ok, đây cùng trải nghiệm với nhã nha. Đây cho uống cà phê nha. Tây Ninh. Nó nhà cà phê ở khách sạn Sunrise. Đó. Ở xứ Tây Ninh nói vậy, có khách sạn này là lớn nhất ha. Quá đẹp luôn. Wow. Khách vào ở đó. Vui quá chừng ha. Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Tây Ninh ha. Rất là lớn và đẹp. Khuôn viên xung quanh đây này. Đây thì nó có một cái quán cà phê của khách sạn ha. Tên là Eden Coffee, Eden cà phê ha. Oh,
rộng ha. Bên kia có chỗ bán xe hơi của hãng Toyota. Ngày hôm nay có đám cưới nè. Có vẻ không đám cưới ha. Có xe của chú rể đi đám cưới nha. Đó, vậy xem mày không khi đám cưới ở dưới quê ha, tỉnh Tây Ninh á. Đó, vậy theo, rất là vui luôn. Rồi, bây giờ chuẩn bị ha. Đi dài vào trong cổng. Đó, về theo, quá vui ha. Rất là vui luôn. Quá không khí vui. Thank you.